Hồi 15, cậu bừng mắt vì có ai đó thúc vào người. Hóa ra cậu nằm ngủ ngay giữa chợ. Giờ lại đang tấp nập. Cậu ngơ ngác nhìn quanh tìm đủ cụ của mình rồi sực nhớ mình đã bán. Mình đang ở một thế giới khác. Xong, thay vì buồn phiền cậu lại cảm thấy sung sướng. Vì bây giờ cậu không cần tìm cỏ và nước nữa mà có thể đi tìm kho tàng không có tí tiền trong nào trong túi nhưng cậu tin vào cuộc sống. Chiều tối hôm trước, cậu đã quyết định thành một kẻ phiêu lưu. Giống như những nhân vật anh hùng cậu đã đọc từ trong sách. Thông thả đi dạo bước trên bãi chợ. Các nhà buôn đang dựng quầy của họ. Cậu giúp một nhà, một người bán bánh kẹo, dựng quầy. Cô mặt rạng rỡ nụ cười cho thấy ông ta vui vẻ, yêu đời và sẵn sàng. Bắt đầu một ngày làm việc mới, Nụ cười này có nét gì đó khiến cậu nhớ đến ông già, vị vua đầy bí ẩn mà cậu đã gặp. Ông nhà buôn này chắc chắn không phải bán bánh kẹo vì muốn sẽ có một ngày đi du lịch hay muốn cưới đứa con gái của một thương nhân. Ông làm bánh kẹo chỉ vì ông thích. Cậu ngẫm nghĩ và thấy mình cũng làm được điều mà ông vua già hồi đó đã từng làm nhận ra được một người đang đi gần hay đang xa rời con đường sống của họ. Chỉ qua quan sát thôi, thật đơn giản. Thế mà trước đây mình không làm được và không hề biết. Khi quầy ra dựng xong, nhà buôn nọ đưa cậu cái kẹo đầu tiên ông làm ra. Cậu ăn, cảm ơn, rồi đi tiếp. Đi được một quãng đường, cậu mới chợt nhận ra rằng quầy hàng nọ vừa do một người biết nói tiếng Ả Rập và một người nói tiếng Tây Ban Nha cùng dựng lên. Và hai người rất hiểu nhau. Có một thứ ngôn ngữ nằm ngoài câu chữ, cậu nghĩ. Trước đây mình đã nghiệm thấy như thế với lũ cù, giờ đây với cả con người. Cậu học nhiều điều mới, có những điều đã từng biết và giờ đây thấy như mới. Vì trước kia cậu không hề quan tâm và sở dĩ cậu không để tâm đến việc quá quen thuộc với chúng. Nếu mình học được cách giải đoán thứ ngôn ngữ, không lời này thì mình sẽ giải đoán được thế giới này. Tất cả chỉ là một, ông già nói. Cậu quyết định đi thông thả, chậm rãi qua các con đường hẹp của Tanger. Chỉ như thế, cậu mới được nhận ra rằng dấu hiệu phải kiên trì vô cùng. Đó chính là đức tính đầu tiên của kẻ chăn cừu phải học cậu lại chợt nghiệm ra rằng mình đang áp dụng vào trong thế giới mới lạ này những bài học mà lũ cù đã dạy mình. Tất cả chỉ là một, ông già nói. Người bán hàng pha lê nhìn, nhìn mặt trời lên, rồi như mọi buổi sáng, thấy lòng phiền muộn. Ông đã ở nơi này suốt gần 30 năm nay. Mở một cửa hàng nằm tận đỉnh dốc, nơi chỉ có ít người qua lại. Bây giờ mà đổi thay làm nghề khác thì đã quá muộn màng. Cả đời ông chỉ có học mỗi việc là mua và bán pha lê. Có một thời cửa hàng ông đông khách lắm. Khách thương Ả Rập này, các nhà địa chất Anh và Pháp này, lính Đức này, tất cả đều túi đầy tiền. Hồi đó, nghề bán bình pha lê thật tuyệt vời. Ông hả hê hình dung mình sẽ giàu sụ rồi khi về già sống giữa các bà vợ đẹp. Nhưng thành phố Costa đã phát triển mạnh hơn Tanger. Việc buôn bán bị xây chiều, xóm giềng dọn đi gần hết. Chỉ còn một ít cửa hàng vẫn trụ lại bên sườn núi. Nhưng rồi... Nhưng ai rỗi hơi leo lên tuốt đỉnh chỉ vì ba cái hàng quán cơ chứ. Như người bán hàng pha lê. Không còn con đường nào khác. 30 năm nay, ông chỉ buôn bán và bán hàng pha lê thì chọn nghề khác bây giờ là quá muộn. Suốt buổi sáng, ông nhìn ra con đường lèo tèo hàng quán. Ông làm như thế hàng năm nay rồi. Nên biết rõ giờ giấc từng cửa hàng một. Bỗng đầu trước giờ nghỉ trưa ít phút, có một quạt gã ngoại quốc trẻ đứng ngay trước cửa tiệm ông. Gã ăn mặc bình thường, nhưng với đôi mắt lão luyện của ông, biết gã là một kẻ không tiền. Tuy thế, ông vẫn nấn ná, chưa đi ăn. Định chờ thêm một lúc để gã đi khỏi.